thành công thông chốt. Cát Ly dù trở về từ Daegu, cô nàng chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội, lưỡi không xương lắc léo nhiều vào. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 26 tháng 2 công bố thêm 169 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 1.146. Trong 169 ca nhiễm mới, 134 ca được ghi nhận ở Daegu và 19 ca ở tỉnh Gyeongsan Bắc, hai ổ dịch lớn nhất ở nước này. Hiện tại, ngoài Vũ Hán, Trung Quốc, Daegu đang là nơi cả thế giới hướng về vì đã trở thành ổ dịch lớn thứ hai. Tất cả công dân các nước từ Daegu sang nước ngoài đều chịu kiểm tra y tế nghiêm ngặt. Một số nước đã siết chặt việc đi lại và nhập cảnh với người đến từ vùng dịch Hàn Quốc. Hàn Quốc đang ở trong tình trạng báo động đỏ vì bệnh dịch. Ở Việt Nam, các công dân trở về từ Daegu cũng sẽ được kiểm tra y tế và cách ly nghiêm ngặt để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, một số công dân Việt đang tìm cách trốn cách ly khiến nhiều người bày tỏ sự lo lắng về việc dịch sẽ bùng phát ở Việt Nam do những nhân tố này. Mới đây nhất, một cô gái có tài khoản Facebook Harry Nguyên sau khi từ Hàn Quốc về Việt Nam, đáp ở sân bay Tân Sơn Nhất đã khoe trên mạng xã hội thành tích trốn cách ly thành công của mình khiến nhiều người phẫn nộ. Cô nàng này chia sẻ, về nhà được hay không, có bị cách ly hay không do mình khéo mồm là về thôi. Lưỡi không xương lắc léo nhiều vào, chứ tao không trả lời thêm hình thức nào về cách ly nữa. Muốn biết hỏi tao nói cho nghe, còn nói này nói kia thì biến nha. Trước đó, trong phần live stream trên Facebook cá nhân của mình, cô gái này cho rằng chỉ có người không thông minh mới bị cách ly, phụ nữ sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết cách mình nói như thế nào. Để một tí về nhà em sẽ nói lý do làm sao mà bị cách ly, sao mà không bị cách ly, em sẽ giải thích cho mọi người nghe, tại vì ở đây còn hải quan nhiều, nói người ta nghe người ta bắt em đó. Tí em về nhà tới Bình Dương em sẽ kể cho mọi người nghe từng ly từng tí nha, cô nói. Trong live stream, cô nàng này cho biết phụ nữ sống bằng cái não, cái óc thì không bị cách ly. Hành động của cô gái này đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Nhiều người cho biết cô nàng quá ích kỷ và không suy nghĩ cho cộng đồng. Trong khi nhà nước đang cố hết sức ngăn chặn mọi nguy cơ lây lan của COVID-19, nếu những nhân tố trở về từ vùng dịch chủ quan và trốn tránh cách ly, rất có thể người này sẽ thành yếu tố siêu lây nhiễm, gây bùng phát dịch. Video liên quan sau khi bị phản ứng dữ dội, cô gái liền đăng tải thêm status xin lỗi cộng đồng mạng. Tuy nhiên mọi người cho rằng lời xin lỗi này không thành ý và thay vì xin lỗi, cô nàng nên ngay lập tức đến các cơ sở y tế khai báo và thực hiện cách ly theo quy định. Hình ảnh Harry Nguyên chụp ở Hàn Quốc. Theo các thông tin trên Facebook, cô gái gốc Kiên Giang, sau khi xuống sân bay thì livestream cho biết sẽ đi về Bình Dương. Đồng thời, cô hướng dẫn người khác về từ Hàn Quốc, cách để qua mặt lực lượng chức năng cho khỏi bị cách ly. Hiện tại, nhiều cư dân mạng vẫn đang truy tìm thông tin của cô nàng. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ask, oi.